Chào anh em, tôi đang ở Vinhome Ocean Park 2 nhé. Nơi mà đúng một năm trước đây là khu vực này là mở bán 30 tháng 4 năm 2022 là mở bán cái khu vực Vinhome Ocean Park 2 này. Thì cũng 25 tháng 5 này cũng sẽ là bắt đầu là hết hạn ngân hàng cho vay lãi suất 0%. Thì rất là nhiều nhà đầu tư vay với lại cho ngân hàng đã hỗ trợ vay với lãi suất 0% là một năm, tức là 12 tháng ấy. Thì trước đây cách đây một năm là gần chục tỷ thôi, thì có thể là tức là mua một căn chục tỷ thì có thể vay được 7 tỷ, chỉ cần 2 tỷ hoặc là 3 tỷ là có thể là mua được căn ở đây. Thì bây giờ là đã đến 25 tháng 5 này là sẽ hết đáo hạn ngân hàng và phải trả lãi với lãi suất không lãi suất gọi là lãi suất thả nổi ấy, là 13-14% một năm. Vì vậy rất là nhiều nhà đầu tư đang muốn cắt lỗ do bán ở Vinhome Ocean Park 2 này. Nhưng hôm nay là khai mạc cái lễ hội Kinh Đô Ánh Sáng ở khu vực Vinhome Ocean Park này nên rất đông người đến. Hy vọng rằng là những cái người dân ở đây đến đây thì bất động sản ở Vinhome cũng sẽ được Vinhome Ocean Park 2 nhé, sẽ được nổi tiếng và sẽ bắt đầu là tăng lên. Và chúc các nhà đầu tư bắt đáy thành công Vinhome Ocean Park nha.